Đưa tay nhiều đi. À, thôi. Để cho nó, tôi hiểu rồi. Ok. Anh hỏi mày nhá, anh hỏi mày nhá. Con mèo kêu như nào nhá? Mèo mèo. Con chó kêu như nào? Kêu gấu. Con bò kêu như nào? Bò. À, con lợn kêu như nào? Thế khi mày sạc nhau mày kêu như nào?